Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ever Channel. Đây là chiếc iPad Pro rẻ nhất mà các bạn có thể mua được trong thời điểm hiện tại. Đó là con iPad Pro năm 2017 các bạn ạ. Với một chiếc iPad khoảng tầm là 5 năm tuổi như vậy thì con iPad Pro 2017 này nó còn làm được những gì? Và thật sự với mức giá rẻ của iPad Pro chúng ta có còn nên mua hay là không? Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu về em iPad Pro sau 5 năm nhé. Ok, trước khi bắt đầu video này thì nếu bạn nào quan tâm về iPad Pro với mức giá tốt nhất, đặc biệt là con Pro 2017 này, thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Sun Store thông qua đường link ở phần mô tả của video này nhé. Ở Sun Store sẽ có Pro 2017, Pro 2018, Pro 2020, kể cả 2021 cũng sẽ có. Nói chung là cần tìm iPad giá tốt đến Sun Store. Còn bây giờ thì đánh giá luôn về em 2017 này thôi. Ok, mức giá cụ thể của em iPad Pro 2017 này là nó rơi vào khoảng tầm là 10 triệu. Thì mình thấy rằng là đây sẽ là một cái mức giá cao. Tuy nhiên thì so với dòng Pro của một con iPad thì như vậy là rẻ rồi. Tại vì bây giờ mà mua con Pro 2018 thì mức giá của nó khoảng tầm 14-15 triệu. Pro 2020 thì mức giá của nó cũng phải tầm là đâu đó khoảng tầm 17-18 triệu. Còn Pro 2021 thì mức giá khoảng tầm 20 triệu. Thì mình sẽ cập nhật giá thị trường cho các bạn luôn. Với con Pro 2017 này thì mình thấy rằng là có nhiều điểm cũng khá hay ho. Về thiết kế đi, thì con Pro 2017 nó sẽ là một trong những con iPad Pro mà có một cái thiết kế mà mình rất là thích. Thứ nhất là con này nó viền của nó rất là mỏng, các bạn thấy này. Đó, viền của nó rất mỏng luôn. Và so với một con iPhone hoặc so với những con tablet hoặc là so với những con iPad khác mà mình từng dùng thì gần như chưa có một chiếc tablet máy tính bảng nào có thể có được một cái phần viền và cái độ dày nó ấn tượng đến như thế này. Về cảm giác cầm nắm ấy, thì em Pro 2017 cho mình một cảm giác cầm nắm gần như là tốt nhất trong các dòng iPad. Tại vì căn bản là iPad từ 2018 thì đã dùng cái kiểu viền vuông và con này thì nó lại dùng cái kiểu viền bo tròn, nên là những cái góc mà mình tì vào như là góc trái này, góc phải này, nó không có gây cấn tay quá nhiều, nên là cảm giác cầm nắm tổng thể của chúng ta là khá là tốt. Và cái phần mặt lưng này thì đương nhiên cũng sẽ được làm từ chất liệu là nhôm nguyên khối nên sờ là cực kỳ mát tay. Và với con iPad Pro 2017 hay là tất cả những dòng iPad, với những dòng mà có 4G đi thì thời xưa sẽ có một cái kiểu anten ở ngay phía trên như này để chúng ta có thể là bắt được sóng di động 4G. Còn những dòng mà nó không có 4G thì nó sẽ là một cái bề mặt phẳng hoàn toàn luôn. Camera thì nó sẽ có camera đơn ở phần mặt sau, camera 12 chấm có 4 đèn flash LED. Và ở phần mặt sau ấy, thì con iPad này nó sẽ không có cái chấu nam châm để có thể kết nối được với những phụ kiện bên ngoài. Tuy nhiên ở ngay cái phần cạnh dưới thì con iPad Pro 2017 sẽ có ở đây là cái phần chấu nam châm để chúng ta có thể là kết nối được với những cái món phụ kiện. Nhưng mà có một cái điều cần chia sẻ với các bạn là bây giờ mà chúng ta đi kiếm phụ kiện hay là kiếm chuột, kiếm bàn phím cho con iPad Pro 2017 là rất khó. Tại vì căn bản là con này 5 năm tuổi rồi, nên là mua hoặc thay thế linh kiện như kiểu màn hình, phần cứng bên ngoài thì còn có thể là thay thế được, chứ kiếm phụ kiện cho nó thì thực sự là khó các bạn ạ. Còn nói đến cái phần màn hình này thì iPad Pro 2017 chúng ta sẽ có hình như là hai size màn hình. Các bạn sẽ có size 9.7 inch và các bạn sẽ có size là 10.5 inch. Với chiếc máy mình đang có ở đây thì nó sẽ là 10.5 inch. Chúng ta sẽ có tấm nền là IPS LCD. Các bạn sẽ có độ phân giải là Full HD Retina và các bạn sẽ có 120Hz. Thì đây là dòng iPad đầu tiên của nhà Apple được trang bị tính năng này. Và tính tới thời điểm hiện tại thì màn hình của iPad Pro 2017 vẫn là một chiếc iPad mà có khả năng hiển thị tốt và đặc biệt là nó rất mượt các bạn ạ. Đây, mình có thể lướt ra này, đóng vào này, các bạn thấy là cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó cực kỳ nhanh. Và nếu các bạn mà muốn kiếm một chiếc iPad giá rẻ và yêu cầu là nó phải mượt, nó phải nhanh thì có thể là cân nhắc về cái sản phẩm iPad Pro 2017 mình đang có trên tay ở đây. Tuy nhiên thì con này vẫn có những cái điểm trừ về phần màn hình. Ví dụ như tỷ lệ của nó là tỷ lệ 43 nên là khi mà chúng ta xem phim hay giải trí thì nó không được full cho lắm. Tức nghĩa là nó sẽ có viền đen ở phía trên và phía dưới rất là khó chịu. Và bên cạnh đó là cái phần viền màn hình của con iPad Pro 2017 thời đó thì rất là dày và nó không có làm theo kiểu bo cong như là con Pro 2018 trở đi, nên là thiết kế này nó sẽ không được mới cho lắm. Và cái phần viền này thì mình thấy rằng là với một số bạn sẽ thấy rằng nó sẽ không đẹp. Tuy nhiên với cái phần viền này thì mình lại rất thích. Nó thích ở một cái điểm là chúng ta có thể là có một cái điểm để tì cái ngón tay vào đây, chúng ta cầm nắm không có ảnh hưởng đến cảm ứng trên màn hình. Còn với những con như là Pro 2018 đi thì cái phần viền của nó mỏng một tí xíu ở đây thôi, nên là khi mà chúng ta cầm vào thì có thể là nó sẽ dính cảm ứng như thế này, nên là chúng ta hơi khó trong cái việc mà chúng ta thao tác. Còn nói đến cái con này ấy, thì cái vân tay nó vẫn sẽ nằm ở phần mặt trước và mình thấy rằng là mở khóa vân tay trên 2017 là cực kỳ nhanh luôn. Đây, mình ấn vào vân tay một cái là nó sẽ ngay lập tức mở khóa rồi.
Về phần mềm bên trong ấy, thì con Pro 2017 này vẫn được cập nhật phần mềm rất lâu. Con này thì đang chạy phiên bản iOS 15.5 là phiên bản iOS cuối cùng của con này. Và sắp tới thì nó cũng sẽ được lên phiên bản iOS 16, thậm chí là iOS 17 tại vì căn bản cấu hình của em này. Và những gì đang có trên con iPad Pro thì nó vẫn quá thoải mái đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta. Với iPadOS thì nó sẽ có những tính năng tùy biến hay hơn so với iPhone. Ví dụ như là chúng ta sẽ có thể là chia đôi cửa sổ, chia đa nhiệm một cách tốt hơn. Chúng ta có thể là chia đôi app, bên phải sẽ là Facebook, bên trái sẽ là YouTube, và chúng ta có thể là làm việc đa nhiệm một cách ngon lành hơn so với cái việc là chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại iPhone hoặc là những thiết bị mà không có tính năng chia đôi cửa sổ như thế này. Ok, còn về những tính năng khác thì mình thấy rằng là iOS 15.5 thì hoạt động trên chiếc máy này khá là ổn, nhưng mà mình cảm giác rằng là chiếc máy này nó sẽ hơi nóng nhẹ trong quá trình mà mình dùng. Mình cũng không biết đây sự tối hóa đến từ nhà Apple hay là đây là một tính năng của con iPad. Có thể là do cái hiệu năng bên trong, con chip bên trong nó không được tối ưu các bạn ạ. Cụ thể thì với chiếc máy này thì nó đang có con chip Apple A10X. Với Apple A10 thì nó được dùng trên iPhone 7, và với Apple A10X thì nó sẽ dùng trên con iPad Pro 2017. Và hiệu năng của chip Apple dòng A mà có đuôi X ở trên dòng iPad ấy, thì nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc iPhone, và cái sự tối hóa của nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với những chiếc iPhone như các bạn. Cụ thể này, các bạn có thể thấy rằng con này sẽ đạt là 429.161 điểm AnTuTu. Tức là với số điểm này thì nó tương đồng với một con số con chip trong tầm giá. Ví dụ tầm này các bạn có những con như là Dimensity 900 đúng không? Tầm này các bạn sẽ có những con như là Snapdragon 750 hoặc là kiểu nó sẽ nằm hiệu năng, nếu mà so với chip Snap ấy, thì nó sẽ nằm ở khoảng tầm là Snapdragon 750, Dimensity 900. Rồi hiệu năng của nó cũng sẽ tầm với con iPhone, thì có thể so sánh được với cả là con chip Apple A11 trên iPhone 8 Plus chẳng hạn, thì cũng có thể là ngang hàng. Còn nếu mà so với con chip Snapdragon đầu 8 ấy, thì con này nó chỉ ngang với con chip Snapdragon 845 mà thôi. Đó, về phần trải nghiệm sử dụng thì với con chip Apple A10X đang có trên cái sản phẩm iPad Pro 2017 thì tất cả những cái thao tác, tất cả những trải nghiệm của mình trên cái sản phẩm này nó đều rất là nhanh và rất là mượt. Và gần như sau 5 năm thì con iPad Pro 2017 của chúng ta gần như chưa có dấu hiệu già hóa, và gần như nó cũng chưa có quá nhiều những cái dấu hiệu giật lag hay tình trạng drop FPS hoặc là những cái trải nghiệm khó chịu khi mà dùng. Nói chung là Apple A10X và cái sự tối hóa đến từ nhà Apple vẫn ngon. Tuy nhiên nó có một cái điểm yếu là con Apple A10X này nó tản nhiệt cực kỳ là gọi là dữ dội các bạn ạ. Tức là khi mà chúng ta dùng đơn giản như này thôi thì máy đã ấm lên ở cái phần xung quanh cái phía dưới cái logo Apple và cái dòng chữ iPad ở đây rồi. Nên là khi mà chúng ta dùng, đặc biệt là chơi những tựa game nặng như kiểu là PUBG Mobile hoặc là chơi Liên Quân Mobile, Genshin Impact các kiểu vậy, thì con này nóng lên cực kỳ nhanh. Tại sao nó lại bị nóng lên như vậy thì như mình đã nói rồi là Apple A10X là một con chip rất nóng, và thứ hai là cái con iPad Pro 2017 này nó rất là mỏng nên là khả năng tản nhiệt ra ngoài của nó thì cực kỳ là nhanh và dữ dội. Đó, còn về phần trải nghiệm chiến game ấy, thì em này có thể chiến được PUBG Mobile với cái độ họa là mượt hoặc là cân bằng trọng với mức FPS 60 một cách dễ dàng. Nên là nếu các bạn đang cần một chiếc máy mà có thể gọi là chơi PUBG ổn trong tầm này thì lựa chọn con iPad Pro 2017 cũng sẽ là một cái lựa chọn hợp lý. Đương nhiên là với những tựa game như là Liên Quân Mobile hoặc là Free Fire thì em máy này vẫn có thể là xử lý được một cách ngon lành. Đó, chẳng qua là với những tựa game trâu chó hơn như kiểu là Genshin Impact hoặc là xử lý đồ họa nặng thì con này nó không làm được thôi. Còn với những tác vụ sử dụng hàng ngày này, chơi game ở mức trung bình khá thì con này tầm tất. Còn đến với một yếu tố nữa, đó chính là về cái phần thời lượng pin. Thì em này sẽ có viên pin đâu đó khoảng tầm là 8.800 mAh. Và em này thì cái thời gian sử dụng pin của nó mình đánh giá không được trâu cho lắm. Tức là với viên pin của chiếc máy này thì mình nghĩ rằng là nó chỉ dùng được đâu đó khoảng tầm là chưa đầy đến 4 tiếng on-screen liên tục mà thôi. Nên là với những bạn mà đang cần cho mình một thời lượng pin trâu hơn thì mình nghĩ rằng đây sẽ chưa phải là một cái lựa chọn hợp lý. Và với em này thì nó sẽ có những cái điểm cộng nhỏ. Ví dụ như là em này thì sẽ có hệ thống loa nghe rất là ấn tượng, và nó sẽ có 4 loa, 2 ở phía dưới và 2 ở phía trên. Nên là khi các bạn mà bây giờ mua một chiếc tablet to để giải trí mà cần âm loa chất lượng ấy, thì em này rất là ấn tượng luôn. Thứ hai là em này có jack cắm tai nghe 3.5mm. Nên là nếu như các bạn đang cần một chiếc tablet để kết nối với những cái dàn âm thanh ở bên ngoài, mình thấy rằng có rất là nhiều anh chị hoặc là có rất nhiều người có nhu cầu là mua một chiếc tablet để gắn với những dàn âm thanh bên ngoài kết nối qua cổng 3.5 để có thể là trình chiếu nhạc này, hoặc là chơi nhạc này, hoặc là hát karaoke chẳng hạn, thì em này có jack 3.5, đó là một cái điểm cộng. Đó, ngoài ra thì với một con iPad Pro 2017 như thế này thì với mức giá 10 triệu thì đối với cá nhân mình nhá, mình thấy rằng là đây là giá rẻ nhất trong dòng iPad, nhưng mà nó vẫn hơi mặn. Nếu mà với 10 triệu hoặc là tầm đó thì mình sẽ cố thêm một tí xíu, mình mua con iPad mini 6 hàng lướt có mức giá khoảng tầm 10 đến 11 triệu, hoặc là mình mua con iPad Air 4 thì mình sẽ cảm giác rằng là mình sẽ an tâm hơn, và những con máy đó thì nó sẽ
có thêm những cái điểm cộng, ví dụ như là hiệu năng của nó mạnh hơn và date của nó sẽ là mới hơn so với một con máy 5 năm tuổi như thế này. Ok, liệu rằng ở đây có bạn nào vẫn còn dùng iPad Pro 2017 hay không? Thì đừng quên comment để lại cái nhận xét của các bạn để xem rằng là iPad Pro 2017 các bạn dùng còn ngon hay không, hay là có gặp vấn đề như thế nào, hay gặp lỗi như thế nào thì đừng quên comment nhé. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.